Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến sáng mùng 10 tháng 9, nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn mất điện trên diện rộng do ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Theo EVN, các nhà máy thủy điện của tập đoàn ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường. Lưu lượng nước lớn vẫn tiếp tục đổ về các hồ thủy điện do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Vì vậy, các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các tỉnh thành. Tại thủy điện Tuyên Quang, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 4.789 m3 một giây, mực nước thượng lưu đã giảm xuống còn 118,8 m. Tại hồ chứa Thác Bà, lưu lượng về hồ lớn nhất là 5.238 m3 một giây lúc 5 giờ ngày 10 tháng 9. Hiện tại đã giảm xuống còn 5.133 m3 một giây, đã thực hiện lệnh mở 3/3 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể, hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy, Lai Châu mở 1 cửa, Bản Chát mở 2 cửa, Hội Quảng mở 2 cửa, Hòa Bình mở 2 cửa, Thác Bà mở 3 cửa, Trung Sơn mở 6 cửa, Bản Vẽ mở 2 cửa. Ghi nhận đến sáng mùng 10 tháng 9, hệ thống lưới điện đang nỗ lực khắc phục, song gặp nhiều khó khăn. Trong đó, lưới điện 500 kV đã khôi phục được 7 trên 10 đoạn đường dây bị sự cố, lưới điện 220 kV đã khôi phục được 29 trên 40 sự cố, đã khôi phục 8 trên 9 trạm biến áp 220 kV, lưới điện 110 kV đã khôi phục được 83 trên 102 sự cố. Đêm mùng 9 tháng 9, lũ sông chảy tiếp tục dâng cao, trời vẫn mưa nặng hạt, khiến nhiều tuyến phố, nhà dân trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị nhấn chìm trong nước. Trước tình hình lũ lụt nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ đã huy động phương tiện, khẩn trương rà soát, tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà, đưa đến nơi an toàn ngay trong đêm. Điện trên các tuyến đường tại thị trấn Phố Ràng đã bị cắt, nên việc di chuyển, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Vương Thành, sinh sống tại tổ dân phố 4A cho biết, khu phố Trần Phú, nơi gia đình anh sinh sống nằm ở vị trí cao hơn so với khu vực lân cận ở thị trấn Phố Ràng, nên không ai nghĩ nước có thể dâng tới. Vì vậy, khi nước lũ bất ngờ dâng mấp mé nền nhà, mọi người mới bắt đầu di chuyển tài sản. Rất may, có lực lượng bộ đội hỗ trợ. Tính đến thời điểm 10 giờ ngày 10 tháng 9, các điểm ngập lụt vẫn khó tiếp cận. Cơ quan chức năng phải sử dụng bè bằng ống nhựa để tiếp cận người dân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu. Theo thông báo từ các thủy điện trên thượng nguồn sông chảy, đêm mùng 9 tháng 9, lưu lượng xả về hạ lưu đã giảm so với chiều cùng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn rất lớn, vì vậy lũ trên sông chảy dự báo rút chậm. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng hoặc bị cô lập hoàn toàn, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 9, tổng số ngôi nhà trên địa bàn huyện Bảo Yên bị ảnh hưởng, thiệt hại là 518 nhà, hỗ trợ di chuyển 166 hộ dân tại địa bàn 13 xã do bị ngập lụt và có nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Tổng diện tích sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại là 556,1 ha, ước tính thiệt hại trên 6 tỷ đồng. Có khoảng 21 công trình cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, kiểm tra, rà soát, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9, lũ vẫn đang dâng lên trên hầu hết các sông ở miền Bắc hoặc có dấu hiệu xuống chậm nhưng vẫn giữ mức rất cao. Trên sông Thao tại Lào Cai là 86,18 m, trên báo động 3, tại Bảo Hà là 61,81 m, trên mức lũ lịch sử năm 2008 gần 1 m. Riêng tại Yên Bái, lũ sông Thao dâng lên 35,22 m, vượt qua lũ lịch sử được ghi nhận vào năm 1968. Trên sông Cầu, tại cầu Gia Bảy, Mực nước lũ lúc 1 giờ sáng ngày 10 tháng 9 lên tới 28,81 m, trên mức lũ lịch sử năm 1959 khoảng 0,67 m, tại Đáp Cầu là 5,92 m. Đến 5 giờ sáng, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu nâng lên 6,06 m, vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 65 năm trước. Cảnh báo ngập lụt sâu tại 9 tỉnh miền Bắc. Nhiều dòng sông khác đang trên mức báo động 3 như sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Lục Nam tại Lục Nam. Dự báo trong ngày 10 tháng 9, lũ trên sông Thao tại Lào Cai xuống, nhưng tại Bảo Hà, Yên Bái tiếp tục lên, duy trì ở trên mức lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương hôm nay tiếp tục lên, sông Lục Nam xuống chậm. Trong đêm 10 tháng 9, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt lũ này có thể kéo dài từ nay đến ngày 11 tháng 9, với đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc lên mức báo động 2, 3, có nơi vượt báo động 3. Đặc biệt, những khu vực như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang và Hòa Bình cần hết sức cảnh giác với nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Nguyên nhân của đợt lũ này là do ảnh hưởng từ hoàn lưu của siêu bão Yagi, cùng với sự hình thành của nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như giải hội tụ nhiệt đới và xoáy thuận nhiệt đới. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, miền Bắc sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn, với tổng lượng mưa lên tới 120mm tới 250mm, có nơi vượt 600mm, đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt. Các biện pháp an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng cần được thực hiện ngay lập tức. Người dân cũng cần theo dõi sát sao các thông tin dự báo thời tiết và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao và nguy cơ sạt lở, sụt lún đất ở nhiều nơi. Đêm mùng 9 tháng 9 và sáng sớm mùng 10 tháng 9, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Theo các chuyên gia, điều kiện thời tiết rất bất lợi ở miền Bắc trong những ngày tới. Trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ hình thành một xoáy thấp có khả năng gây mưa đặc biệt lớn cho cả vùng núi, Trung du Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trong đó trọng tâm là đồng bằng Bắc Bộ. Theo dự báo, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ngày mùng 10 tháng 9 có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Ngày và đêm 11 tháng 9 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cảnh báo, ngày và đêm 12 tháng 9 ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Miền Bắc đã đón đợt mưa đặc biệt lớn bắt đầu từ mùng 7 tháng 9 khi cơn bão lịch sử Yagi can quét. Hoàn lưu sau bão kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa kéo dài ở các tỉnh miền Bắc, nhất là khu vực vùng núi Trung Du, dẫn đến đợt lũ lịch sử đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố như Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Tuyên Quang. Dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ghi nhận mức cảnh báo tím, mức nguy hiểm nhất ở hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc.